Okay, ta là những bậc này mà ta mới vô studio beta ba rung chăm tạch nó internet lọc đời dư nạp rồi ta anh sao đời dư mình tên ok ta mới tiết cứ dân chỗ đó cái này nâng trong cái này vì miền setting đấy nè ta ngọt nè chơi lưu setting này máu bạn chẳng cái này setting ní dân bạn hãy đã upload đi full chẳng upload đi full lại ta ngọt nè bạn đang hãy ta ai kế upload default nó phải là dương upload video tới đôi chìa bà dương đại cho nóng chương ấy viên năng chênh năng ô tô thêm đoàn dương bạch cho xe đoàn thiệt hại đang thiệt thể hay description được nghĩa nhưng thật sự ấy cái đó nó phải là dương upload rồi hay cứ về miền sạch thêm đoàn hay cái này nè cái này chụp ô tô đôi chìa về khá dương upload tới chụp private ô tô thêm đoàn chân này nó khá nè vô cái này máu cho căn công tới dương vô cái upload default vô public này máu ជាការស្រេចហើយត្រង់ខាងក្រោមនេះគឺជាแท็กរបស់វីដេអូរបស់យើងមានន័យថាវីដេអូនៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតទៅអាแท็กទាំងអស់វានៅគឺនៅក្រុមវីដេអូយើងអូតូទាំងម្ដងនេះយើងមិនចាំបាច់បញ្ចូលថែមទៀតទេណាអានេះគឺแท็กដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងយូធូបវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀនឲ្យទីហើយអ្វីដែលពិសេសដែលយើងគួរតែដឹងទៅទៀតនោះគឺថាแท็กនេះគឺសើចបានតែនៅលើវីដេអូរបស់យើងទេសើចនៅលើវីដេអូរបស់យើង ចាំមកគេសង់ចង់សើចឆាណែលតែយើងមានយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងជាចំណុចសំខាន់ណាចឹងចំណុចដំបូងយើងត្រូវដឹងទីមួយគឺអាប់ឡូតឌីហ្វូលរបស់យើងចឹងការអាប់ឡូតឌីហ្វូលរបស់យើងនឹងគឺយើងដាក់មានថៃតលមានดิสคริปชั่นហើយនឹងแท็กចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះកន្លែងនេះយកពាក្យថា public មក បើសិនជា វា ជា private ឬមក analyst ណា public mình nên tên đàn nào có khuyên private khuyên thì dưỡng analyst khuyên nếu nè nam mà nè để dưỡng oi link để nó không YouTube dưỡng tập kỳ ok ai chung này advanced cứ xâm rạp phía xa mình này ta original video language subtitle nữa English trong caption caption nó bên này kì caption nó dưỡng ai content nó bởi dưỡng dây chóng mà bây giờ kênh dây máu vì load content bị lừa load ở xoa bị lừa chẳng nè hay anh đi cầm dù ở tiếp chút chỉ tui tớ bởi ổn mà này ok hay trong cái này cứ ở lâu comment hồ anh em đã hồ đờ tờ là nhỏ mà pru bàn khởi nhé ok là dân chỗ đó ca đã thách tớ có môi bên trên ai bê ok là dân bây đã thách channel kia dân chỗ một căn channel này dân chỗ là một căn setting như máu bây giờ mà nè tớ có khi dụng bị thách channel nào ok trong cái này cứ channel dưỡng cứ riêng ai thì nâng cứ chia keyword nè keyword nó cứ chia tag bỏ channel bao dưỡng nè chân này tặng khi ai đại các bạn này nâng này thật sự chia sọ mô bằng tay em bạn sẽ sọ mẹ lấy ôi thôi sẽ sọ mẹ một điều đó bạn nâng chân mắt biết khơi như dưỡng hơi thách nâng mình men đã bạn tại vì sạc ấy đại các bạn đó á thách nên á chẳng đọc bê là kì sơ ấy mũi nâng chay nhé nâng kì sơ ấy mũi nâng chay nhé tại nên là ạc nhé ạ lên xìu xìu ấy nâng này nó chưa bọn này kì nhé nâng này chẳng ai đi kì hào ta ca đã thách nó lơ YouTube website nó lơ channel liêng thêm đó ạc mình đã nó còn không video tên tập dạch cho lõm hay tỏ khí nhạc lấy nâng mình không video tên á à thách nó cứ đã xâm rắp search nó lưu channel liền tìm lòng xong bắt search mua channel liền trong bên này thay nên là vay mua cái chương trình này tên đấy nhỉ hay advanced setting ní cứ xong rạp chụp tên là Google Ad Ad Account hình như chụp bắt đáy bằng tay về thiên approval ná nàng này hay chụp này subscribe không cứ display subscribe đó chênh đó chênh branding nhầm đã hơi nè ok chẳng tên này tỏa kia chẳng quay đây nhầm trong phó khởi chẳng kia cứ trong cái này đi bố chú tư tao như nhầm khi này dưỡng đăng tay nó khăn ông này thách bỏ video này nè thách bỏ video tay ngay nét xong xong bằng hai này tỏa kia sẽ làm bị thách bỏ
website YouTube របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់រាជោសិទ្ធិមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់រីយោភិតឆាណែលមកឃើញហ្នឹងណាកន្លែង keyword អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់រៀនបំពេញ keyword ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅលើ channel យើងទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើពីតកតាដាក់តកតាមកធ្វើពីអីដាក់នឹងមកណាហ្នឹងហើយអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះដាក់នៅទី1គឺ default description tag និង title ហើយចំណុចទី2គឺការដាក់ tag ឲ្យការដាក់ tag ឲ្យ channel របស់យើងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ